Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kỹ thuật là thêm những cái dòng xen kẽ hàng loạt ở trong Excel. Thì đây là một cái câu hỏi mà có một bạn hỏi mình làm thế nào để mà chúng ta thêm dòng hàng loạt ở trong Excel, thêm những cái dòng xen kẽ hàng loạt thì chúng ta làm như thế nào. Bình thường nếu chúng ta muốn thêm dòng thì chúng ta sẽ đưa con trỏ chuột ra cái số ở dòng, ở đầu dòng, sau chúng ta chuột phải chọn insert, đúng không, là chúng ta thêm như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta muốn thêm rất là nhiều, chẳng lẽ lại chúng ta lại cứ làm như thế thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, đúng không? Đấy, chúng ta cứ chọn nó chuột phải và chọn insert như thế thì cũng được, nhưng mà nếu trường hợp chúng ta không biết cách chúng ta thêm hàng loạt thì chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn thêm hàng loạt mà những cái dòng mình thêm ấy mà nó xen kẽ với nhau thì chúng ta sẽ phải có cái cách nào đó để chúng ta sẽ thêm để cho nó nhanh chóng. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thêm này. Thì đây là một cái kỹ thuật mà hầu hết là trên mạng chưa có chia sẻ. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, những bạn mà may mắn được xem cái video này, nếu mà các bạn cần trong công việc mà các bạn muốn trường hợp thêm những cái dòng xen kẽ trong những cái dòng mà dữ liệu đã có sẵn rồi ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ biết cách làm các bạn nhé. Thì để mà thêm những cái dòng xen kẽ như vậy ấy, thì đầu tiên là các bạn sẽ chọn cái dòng đầu tiên trước. Các bạn chọn dòng đầu tiên này, sau đó các bạn sẽ dùng tay trái, các bạn sẽ nhấn phím Ctrl trên bàn phím, và tiếp tục tay phải các bạn cầm chuột để chọn những cái dòng tiếp theo. Đấy, các bạn chọn hết, các bạn chọn lần lượt. Các bạn cứ nhấn giữ Ctrl và các bạn chọn lần lượt như vậy. Đó, các bạn chọn hết luôn. Rồi, sau khi các bạn chọn xong thì các bạn sẽ bỏ cái phím Ctrl ra, và các bạn cứ dùng chuột phải, các bạn nhấn chuột phải vào cái vùng các bạn chọn đấy. Sau đó các bạn chọn Insert cho mình. Các bạn chọn Insert nha. Đấy, đây là kết quả của chúng ta, rất nhanh chóng. Các bạn thấy chưa? Nó thêm hàng loạt cho chúng ta luôn. Thế thì trường hợp này nó mới thêm được một dòng, đúng không? Thế nếu chúng ta muốn thêm nữa thì sao? Thì chúng ta làm như thế nào? Đấy, chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ nếu mà trường hợp chúng ta muốn thêm nữa thì chúng ta đơn giản hơn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc quét chọn nó này, các bạn này. Đấy, quét chọn. Quét chọn cái vùng dữ liệu, một cái cột nào đó mình muốn. Sau đó các bạn nhấn F5 trên bàn phím nhé. Đó, các bạn nhấn F5 trên bàn phím thì cái hộp thoại GoTo nó sẽ hiện lên. Sau đó các bạn chọn mục là Special. Rồi, sau đó các bạn sẽ tích chọn vào cái mục Blank, tức là chúng ta sẽ chọn những ô trống ấy. Sau đó các bạn chọn OK. Thì lúc này nó sẽ chọn toàn bộ những ô trống cho chúng ta. Rồi tiếp tục chúng ta lại chuột phải vào nó, chuột phải vào một cái ô mà chúng ta chọn đấy, chuột phải. Rồi các bạn chọn Insert tiếp tục. Đấy, vẫn hộp thoại nó hiện lên, đúng không? Chúng ta lại chọn Entire Round. Đấy, tức là một dòng. Chúng ta chọn OK. Đấy, thì nó lập tức là nó đã thêm cho chúng ta hai dòng tiếp theo rồi. Nếu mà chúng ta muốn thêm tiếp thì chúng ta làm tương tự như vậy, đúng không? Nếu chúng ta muốn thêm hai dòng nữa, tức là cách chỗ này này, chúng ta lại thêm hai dòng nữa thì chúng ta làm tương tự như thế, đúng không? Đấy, chúng ta bôi từ đây xuống nha. Đấy, chúng ta bôi từ đây xuống. Rồi, xong cũng nhấn F5 trên bàn phím, chọn Special, các bạn chọn Blank này, các bạn chọn OK này, đúng không? Rồi tiếp tục lại chuột phải vào nó, và các bạn chọn Insert. Chúng ta cũng chọn là thêm dòng, rồi chọn OK. Đấy, thì các bạn thấy chưa? Lúc này nó có 4 dòng xen kẽ rồi, đúng không? Thế thì đấy là trường hợp mà chúng ta thêm 2 dòng. Mình trở lại nhé. Nếu mà trường hợp chúng ta chỉ thêm 1 dòng thì sao? Đấy, tức là chúng ta chỉ thêm 1 dòng nữa thôi thì chúng ta làm như nào? Cũng tương tự như vậy, các bạn quét chọn cái phần này nha. Các bạn có thể làm ở bất kỳ cột nào đều được. Đấy, các bạn chọn cái cột đấy, xong các bạn cũng nhấn F5 trên bàn phím. Đấy, hoặc các bạn nhấn Ctrl G ấy, nó sẽ hiện ra cái hộp thoại GoTo các bạn nha. Giờ các bạn chọn Special. Và các bạn lúc này các bạn sẽ chọn vào cái mục là Concern cho mình. Đấy, chọn Concern cho mình. Rồi, sau đó các bạn chọn OK. Đó, thì nó sẽ chọn toàn bộ những cái ô có dữ liệu. Sau đó các bạn chuột phải vào nó và các bạn chọn Insert. Giờ chúng ta thêm dòng và chọn OK. Đó, thì các bạn thấy chưa?
nó tự động nó sẽ thêm một dòng cho chúng ta. Lúc này nó mỗi ô nó cách nhau, mỗi dòng dữ liệu nó cách nhau 3 dòng, các bạn thấy không? Đó, với cái phương pháp như vậy. Thế thì trường hợp đấy là chúng ta thêm đúng không? Thế chúng ta muốn xóa, xóa tất cả những cái dòng trống này đi thì chúng ta làm như thế nào? Tương tự như vậy, các bạn sẽ bôi đen nó đúng không? Bôi đen nha. Rồi nhấn F5 trên bàn phím nha. Chọn Special, chọn Blank. Rồi các bạn chọn OK để chúng ta chọn những cái ô đấy. Đấy, chọn những cái ô có cái dòng trống đấy. Sau các bạn chuột phải này. Đấy, chuột phải vào nó nhé. Các bạn chọn Delete. Thì các bạn chọn Delete thì nó hiện ra cái hộp thoại như này. Thì các bạn xóa dòng, thì các bạn chọn Entire Round, chọn OK. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, thì mình đã chia sẻ cho các bạn cái kỹ thuật để các bạn có thể thêm một dòng này, thêm nhiều dòng này, và các bạn có thể xóa nó đi. Đấy, và phía trên này đúng không? Nó còn hai cái dòng thừa đấy, các bạn xóa nó đi là được, đúng không ạ? Đó, rất là đơn giản. Đấy, mình là Meter Cảnh Excel nhé. À, nếu các bạn có gặp vấn đề gì khó khăn về Excel thì các bạn có thể là liên hệ với mình. Đấy, nếu không phải là học viên của mình thì bạn phải chấp nhận trả phí các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những cái video mới nhất nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.